gai kia vào chết người nhỉ? Không, chả sao. À, gai đấy là để bọc à? Bọc để vận chuyển mà. Tháo được rồi. Nó là quật cho phát vào cả rồng. Không, quật vào. Qua đây hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.